anh em nhé. Hôm nay thì đang lắp cho em trai quả đấm số của Hyundai sang Hilo 300. Con này từng số trùng luôn anh em nhé. Con này là số châu Âu thì cầm rất đẹp, cái này bằng titan anh em ạ. Đấy, khi xoáy ra thì nó sẽ có ren như này đúng không anh em. Như là các bạn cho vào như này thì nó sẽ hơi lỏng. Đấy các bạn, nó hơi lỏng này. Các bạn nhìn thấy nó hơi lỏng không? Nói chung là kiểu này thì nó sẽ có nhiều bài chế lắm anh em ạ. Nó sẽ có nhiều bài chế lắm. Bây giờ mình sẽ để nó như này, bơm keo vào bên trong. Đấy, em trai bơm keo đi. Đấy. Đây đây, thì bơm tới tay cho nó tới tầm đóng vắt là cho nó căng đó. Rồi mình sẽ bơm keo vào bên trong nhá. Tống keo bên trong thì khi keo nó khô ấy, thì là nó sẽ chết lại luôn anh em ạ. Đấy. Đấy, 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 ok rồi, ngon đây. Đấy, sau đó thì các bạn để nó vào trong. Đấy, nó xuống đấy, keo nó đã gập rồi. Rồi em cho em gõ nhẹ phát xuống cho nó qua cái tầm nhựa ở dưới này. Đấy, không, đấy, em đóng rồi, nó tí nữa đi, ok. Đấy, chắc tầm này thì nó sẽ lắc nhảy ra một tí, nó sẽ căng các bạn ạ, ok. Em thử ra vào thử xem nào. Zin số luôn. Đấy. Đấy các bạn ạ. Thật ra cái dòng này nó không như dòng Hyundai. Hyundai thì nó sẽ keo kéo lên đây thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng cái dòng này thì nó lại cái cổ này nó xa các bạn ạ. Thì nó sẽ có khoảng này, thì anh em có chế cái gì vào đây để cho nó lắp cái đèn đi thì tùy anh em nhé. Còn lắp con này vào thì nó rất là đẹp các bạn ạ. Đây là số châu Âu. Đấy, tay phanh giống như Hyundai không nhỉ? Gần giống Hyundai luôn. Đấy, ok anh em. Trước đấy thì bạn ấy thay quả tàu vào nhưng mà nó bị cao quá, lái nó hơi khó. Đấy bạn thay con đài vàng, anh em có đi tham khảo qua nhá. Tham khảo qua cái bài lên số này nhá. Đấy, quả này thì nó cái kết quả này thì là trùng số luôn anh em nhé, có nghĩa là nó trùng với số của con Hyundai luôn. Thế nên ra là anh em đóng và dùng rất là hay, số châu Âu cầm rất là thích anh em ạ, quả đồng số châu Âu cầm rất là thích luôn. Đấy, Hilo 300 anh em nhé, Hilo 300 này. Đấy, con Hilo 300 này, toàn bộ dòng Hilo 300 thì là số của nó sẽ trùng luôn anh em nhé. Đây Hilo 300 này. Đấy, anh em nào chơi Hilo 300 này mua đồng số này thì ủng hộ mình nhá, số nhà 110 đường 10. Thì là xong nhá, cảm ơn em trai rất là nhiều luôn. Anh em ơi, anh em nhớ qua số nhà 110 đường Đỗ Mười của mình nhá. Số nhà 110 đường Đỗ Mười anh em ạ. Anh em có Google Maps là số nhà 110 đường Đỗ Mười anh em ạ. Là ra ngay cái cửa của mình nhá. Anh em nhớ qua số nhà 110 đường Đỗ Mười anh em nhá. Đó, cảm ơn anh em trai rất là nhiều luôn.